Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 42. Kim Xà Dương vừa bò đến nơi, đoàn mãng xà của Âu Dương Phong liền cuộn mình cong lưng quấn tròn vài vòng, thân hình phát ra những tia vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Và lã thai bầy rắn của Âu Dương Phong đang bị thiên ma vũ khúc của Hoàng Dược Sư mê hoặc đến mất tỉnh tính thường, đang ngây say cuồng loạn cắn lộn lẫn nhau dữ dội. Nhưng khi Kim Xà Dương vừa xuất hiện thì tình thế hỗn loạn trong xà trận tức thì im bặt. Kim Xà Vương tự như một chí tôn cao cả trong loài người, bệ vệ ngẩng cao chiếc đầu óng ánh luồn vào giữa bầy rắn. Lập tức những con mãng xà, rắn hổ, rắn lục xanh dài hơn trượng, nọc độc vô cùng lợi hại kia vừa thấy Xà Vương bò đến gần bên liền ngã ra cụp đầu ngay đuôi, nằm im dưới đất không động đậy gì nữa cả. Âu Dương Phong kinh khiếp trận đôi mắt trắng giả, há hốc mồm ra nhìn. Hoàng Dược Sư cũng ngừng ngay tiếng tiêu, còn Trùng Dương thì nín thở lặng im nhìn cục diễn biến quá đột ngột trong xà trận. Con rắn vàng nhỏ ấy ngang nhiên bò thẳng vào giữa trận, rít lên mấy tiếng xiêu xíu lạ lùng, và thay hàng vạn con mãng xà to lớn kia cũng rít lên những tiếng gió xiêu xíu quái dị đáp lại liên tiếp ba lần như thế. Thất Công cười lớn và nói: Ngẫu quá, trắng mà cũng có vua, có chúa nữa, bọn nó đang tung hô giảng tế ba lần đó. Kim Xà Vương lại lăn tròn dưới đất mấy vòng. Trong trận rắn liền có 8 con mãng xà bông xanh, con nào cũng dài hơn một trượng, lớn bằng cái khạp, riêu riếu bò ra đến bên con Kim Xà Vương, tựa như cẩn thận hai đại tướng đến hậu vệ hai bên tả hữu vậy. Con Kim Xà Vương thình lình ríu lên một tiếng gió, rồi lấn chiếc họng nhỏ có răng bén khích trịch như lưỡi cưa bén, táp mạnh vào đầu con mãng xà bông xanh gần nhất. Con rắn bông xanh ấy thân hình to lớn gấp trăm lần con rắn vàng kia, nhưng khi bị con Kim Xà Vương mổ cắn, không những nó không dám chống cự mà còn cúi đầu nằm phục xuống đất không nhúc nhích gì cả. Kim Xà Vương mổ đầu con rắn bông xanh xong liền khè lên mấy tiếng, con mãng xà bông xanh chết liền tại chỗ. Kim Xà Vương lại cũng noi theo cách trừng trị trước, liên tiếp mổ chết 7 con rắn còn lại. Không đầy thời gian một tuần trà, 8 con rắn mãng xà to lớn đều chết nằm ngổn ngang trên mặt đất. Âu Dương Phong thấy xà trận của mình đã khổ nhọc biết bao nhiêu tâm huyết mới luyện thành, bỗng nhiên lại bị một con vắng rắn vàng nho nhỏ như ngón tay kia hàng phục một cách dễ dàng thì ngẩn ngơ giận dữ. Tay Độc vốn là một tay luyện rắn có bản lĩnh, y thấy con rắn vàng nhỏ ấy là một loại rắn lạ mà chưa từng gặp qua. Trong cơn phẫn nộ lại nổi thêm lòng ham muốn, y cười lên một tiếng giang hoạt, rồi chẳng cần để ý chuyện đang so tài với Hoàng Dược Sư, đẩy mạnh cây đàn thiết tranh xuống đất, móc ra một nắm thuốc rắn thoa vào hai tay, rồi tung mình nhảy vút khỏi tảng đá, chạy bay vào giữa xà trận của mình. Và sau đó phần kết cuộc của chuyện này, đoàn mãng xà vừa thấy Tay Độc đến liền tranh nhau tránh vẹt ra hai bên. Âu Dương Phong đi thẳng đến bên con rắn vàng, thấy Tay Độc đi đến gần mình, Kim Xà Vương chẳng chút sợ hãi cuộn tròn mình, ngẩng đầu cao lên phùng mang rít lên những tiếng xiêu xíu quái dị. Âu Dương Phong cười khe khẽ và nói: Ngoan nào, mi theo về ở dưới ta, có chỗ ở đàng hoàng, có món ăn ngon miệng. Miệng thì nói, hai tay nhanh như chớp chọc lẹ trở xuống, y chắc chắn trong bụng là mình có thể nắm ngay vào cổ con rắn một cách dễ dàng. Tay Độc vốn là một tay huấn luyện rắn nhẹ nhà nghề, nên tay lại có thoa thuốc bắt rắn, đừng nói chi là người có võ công tuyệt thế, mà chỉ cần một người bắt rắn tầm thường thì với cái chộp nghề nghiệp ấy cũng có thể nắm được cổ con Kim Xà một cách dễ như bẩn. Nhưng kể cũng lạ, con Kim Xà nhỏ ấy dường như chẳng chút nào sợ thuốc rắn, mình nó đang cuộn tròn dưới đất liền quẩy mạnh một cái tránh khỏi hai ngón tay của Âu Dương Phong một cách hết sức khéo léo, rồi quay miệng táp trở lại vào mạch môn nơi cổ tay của Âu Dương Phong. Thật là một sự bất ngờ ngoài ý liệu, thêm chút nữa Âu Dương Phong bị nó cắn phải. May nhờ y là một tay võ nghệ tuyệt luân, ứng biến rất nhanh lẹ, vội lật tay trở lại, vùng một chưởng nhanh như sấm sét, còn Kim Xà bị làn chưởng phong mãnh liệt ấy quét phải bắn văng ra hai trượng ngoài,
trời đè lên mấy con xích luyện xà tức, thì xà trận liền hỗn loạn ngay. Âu Dương Phong vừa định tung mình nhảy phục theo bắt cho kỳ được con kim xà vương ấy, thì bất ngờ sau lưng có tiếng gió lạ, rồi một làn quyền bay ập đến sau lưng. Ngọn quyền phong ấy không phải là Hoàng Dược Sư đánh, mà chính là đoàn hoàng gia tấn công. Nguyên vì ông thấy Âu Dương Phong định ra tay hại con kim xà vương của mình, nên đoàn hoàng gia chẳng nói chẳng rằng phi thân nhảy bổ đến, vung ra một quyền đánh vào vai của Tây Độc. Âu Dương Phong nghe tiếng gió, liền với tay trái ra sau một chưởng để đón lại. Nào ngờ quyền ấy đoàn hoàng gia sử dụng kim can quyền, kình lực rất hùng mạnh. Chưởng lực của Âu Dương Phong vừa chạm phải, bùng lên một tiếng, Âu Dương Phong bị đẩy bật lùi ra sau hai bước. Âu Dương Phong cả giận mở miệng mắng toán lên: Đoàn Trí Hưng, mày tự nhiên ra tay đánh lén người thật không á, còn thể diện gì cả? Đoàn Trí Hưng đáp: Kim xà dương ấy là của ta, mày không được tà có tà ý, cũng không được quyền làm hại nó, mày hiểu chưa? Âu Dương Phong cả giận gầm lên: Cổ mày cái khỉ cụ! Miệng quát xong chưởng đã chấp lại thành một đẩy mạnh ra, tức thì một luồng gió xích lên ầm ầm như sấm động, một nguồn kinh lực từ cáp ma công thế mạnh như bạc núi dời non cuồn cuộn bay ập đến người đoàn hoàng gia. Vừa qua Tây Độc đã một lần so tài với đoàn hoàng gia, lợi dụng lúc ông ta bất ý sử dụng cấp ma công để hại lén ông, nhưng bị Trùng Dương dùng nhất dương chỉ phá mất. Lần này Âu Dương Phong cũng dở theo mẫn cũ, bất thần dùng cấp ma công xuất kỳ bất ý tấn công vào ngực ông. Nhưng lần này đoàn hoàng gia đã tiểu tâm phòng bị, ông liền hít một hơi thật dài vào buồng phổi. Khi công sấm sét kia, thân hình hoàng gia chỉ khẽ lạng chạng một bước rồi chửi to lên: Lão độc vật, cấp ma công của nhà ngươi khá cao diệu đó. Thì ra đoàn hoàng gia vừa rồi đã sử dụng tiên thiên thần công để chống lại cấp ma công của đối phương. Tiên thiên thần công là một môn khí công vận dụng khí lực hỗn nguyên của tiên thiên trong cơ thể con người. Trong châu thân, nếu khí tiên thiên không đủ, con người sẽ sinh ra bệnh hoạn. Trái lại tiên thiên đầy đủ, nhân thân thể được cường tráng, tinh thần trí óc được minh tuệ. Tiên thiên của đoàn hoàng gia rất tốt. Lúc nhỏ khi đi tắm nơi Thúy Hồ gặp nguy hiểm, hút được máu quý của con lương chúa Kim Tuyến, nên khí thiên tiên càng gia tâm tăng thêm một bậc. Do đó luồng tiên thiên hỗn nguyên chân khí của ông tự nhiên vượt đến lần mức có thể tùy tâm phát ra để chống đỡ kẻ địch trong lúc sắp bị lâm nguy. Cáp ma công của Âu Dương Phong bên ngoài xem ra thì dường như một tuyệt kỹ kỳ bí, nhưng thực tế chỉ là một lối luyện khí tiên thiên mà thôi. Bất quá xem trọng phương diện ở bên ngoài, nên với công phu tiên thiên của đoàn hoàng gia, đường lối tuy có khác nhưng phương thức vẫn như nhau. Mà nội công phu của Tây Độc và Nam Đế đều ngang ngửa bằng nhau, cho nên cấp ma công của Âu Dương Phong vừa đẩy ra, đoàn hoàng gia liền vận khí tiên thiên bố trí khắp châu thân để chống lại. Thêm vào lớp vảy cá mọc nơi ngực ở ông có hiệu lực chống đỡ rất hiệu lực tất cả sức mạnh quyền cước của đối phương. Do đó kinh khí cấp ma công tấn công đến đoàn hoàng gia không mãi may bị suy xuyển. Âu Dương Phong thấy kình lực cáp ma công không hạ được đoàn hoàng gia, mà xà trận của y cũng sắp tan hoang, nên nén giận ngừng tay nói lớn: Được lắm, chúng ta hãy thâu xà trận trở về, rồi một lát nữa sẽ đánh nhau một trận cho sướng tài. Đoàn hoàng gia liền lên tiếng gọi Kim Xà Vương: Kim Nhi, trở về mau. Đoạn ông quăng chiếc ống trúc dưới đất, thổi lên hai tiếng sáo miệng. Con Kim Xà Vương quả là một linh vật khôn ngoan khác thường, biết rõ được ý người lập tức rời ngay khỏi trận rắn, ngút mắt bò ra rồi như mũi tên lìa ná phóng nhanh trở lại phía đoàn hoàng gia đang đứng, bò quanh quẩn xung quanh chân ông mấy lượt mới ngoan ngoãn chui trở vào ống trúc. Âu Dương Phong suốt nửa đời người chuyên nghề nuôi rắn, nhưng chưa hề thấy qua loại rắn nào có thể nghe được tiếng người như kim xà kia, cứ lẩm bẩm khen thầm trong bụng không thôi. Hồng Thất Công liền kêu to: Nè lão động vật, người ta đã thâu kim xà dương rồi, mày cũng phải thâu loại trùng thúi ấy trở về đi chứ, lớn xác chẳng ra trò, càng nhiều càng vô dụng. Còn đấy đó có lợi ích gì? Âu Dương Phong tức muốn nổ cả da bụng ra, nhưng khi nhìn sanh Hoàng Dược Sư thấy chàng ta dùng áo lau ống ngọc tiêu như cố ý muốn thổi cho
Như có ý muốn thổi nữa, tay độc giật mình hoảng hốt, vội chộp lấy chiếc đàn tranh. Năm ngón tay thoăn thoắt lướt nhanh trên dây đàn, phát ra những tiếng tình tang tan tình, tấu thành khúc, cô thành lạc nhật. Bầy rắn liền sao động rầm rộ, miệng cắn đuôi nhau kết thành hàng ngũ như cũ, ngoằn ngoèo bò trở xuống núi. Hồng Thất Công lại nói, cái giống dừa giấy tành hồi đi khỏi nơi đây, Hòa Sơn mới thấy sạch sẽ trở lại. Âu Dương Phong cũng bị chế giễu mãi, trong lòng rất giận, muốn gây sự nhưng chợt nghĩ đến nên cố dằn lại. Trùng Dương mới nói, bây giờ trời sắp tối, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đấu tiếp. Mọi người đều gật đầu đồng ý, mỗi người lại tìm một nơi vừa ý xếp bằng tĩnh tọa để điều nguyên dưỡng khí. Sáng hôm sau mặt trời mới hé dạng ở phía đông thì Hồng Thất Công đã chu tréo la to. Chú cho ơi, không xong rồi, lão ăn xin này chết chứ không thể chịu nổi rồi. Trùng Dương hết sức ngạc nhiên hỏi, ai Thất Quỳnh có chuyện gì thế? Hồng Thất Công đáp, chúng ta tranh tài đã 2 ngày trời chẳng có chút gì lót bụng, nếu cứ vào đấu thêm, có phải lão ăn mày này khi công mà chết đói nhăn răng chăng? Mọi người nghe Hồng Thất Công nói thế đều không nhịn được cười, vì thật ra người đã thấu triệt được nội công thượng thẳng có thể luyện khí bồi dưỡng tinh thần 3 ngày không cần ăn uống là chuyện rất thường. Hoàng Dược Sư nghe Hồng Thất Công than đói bụng, liền nói, Thất Quỳnh, đói bụng lắm sao? Nhưng Quang Sơn tiết trắng như thế này có gì mà ăn được? Tôi có đem theo củ hoa ngọc lộ hoàng, có thể dùng đỡ đói được. Thất Quỳnh à, uống đỡ vài viên vậy. Hồi thứ 46, triêu cợt Tây Độc. Nguyên vì Hoàng Dược Sư ở trên đảo Đào Hoa vung trồng và nghiên cứu các tánh chất của hoa cỏ. Bất kỳ loại kỳ hoa dị mộc hay danh thảo gì trên trung thổ đều được chàng chiết về đem trồng trên khắp nơi Đào Hoa, nên trên đảo 4 mùa hoa thơm ngát mũi. Hoàng Dược Sư không những tinh thông thuật trồng trọt mà cho đến y lý chàng cũng rất sành. Cứ mỗi ngày vào lúc sáng sớm sương mù còn đọng khắp non ngọn cây, chàng hứng tất cả ngọn sương đọng trên đâm trăm đó hoa hòa hợp với vài loại thảo dược quý báu, chưng và phơi đủ 99 ngày đêm để thành viên ngọc hoa, củ hoa ngọc lộ hoàng. Công dụng của viên củ hoa ngọc lộ có thể trừ độc, ngưng được đau nhức mà còn có thể nhuận thuần cường tráng thân thể. Uống một viên có thể nhịn đói cả 7 ngày 7 đêm mà không cần ăn uống gì cả. Hồng Thất Công nghe Hoàng Dược Sư bảo mình uống thuốc đỡ đói, bèn la lưỡi lắc đầu đáp, "Quy, ai mà uống thuốc đỡ đói được, mấy viên thuốc phèn ấy không đủ lão ăn mãi, nhắc cái kẻ răng nữa, mẹ kiếp đấu võ 2 ngày trời, miệng lạc thấy trời đất." Trùng Dương và mọi người thấy bộ tịch xấu đói của Hồng Thất Công đều không thể nín cười. Hồng Thất Công nuốt nước miếng nghe ừng ực, rồi đem những món ăn trên khắp Nam Bắc, nào là thịt dê tái ở Yên Kinh, cá chua lưu ngư ở Hàng Châu, cá chép chân ở Tô Châu, thịt đúc lò ở Hải Nam, đậu hũ đánh huyết ở Tứ Xuyên, mì thịt ngựa thơm phức ở Quế Châu, y cà kê kể một hơi dài sọc, dường như đang ăn bằng tưởng tượng những món ăn ngon ấy. Y lại tỉ mỉ phân tách món ăn chỗ nào cho ngon, món nọ phải dùng với rượu gì mới hợp khẩu, khiến mọi người nghe y kể một hồi cũng phải đói lây. Âu Dương Phong nhấp nhấp hàm râu rộng nói, lão ăn mày kể đến món ăn khiến bụng ta cũng phải đói, chúng ta nên tìm cái món gì để đỡ dạ, nếu không chẳng còn sức lực đâu để mà đấu tiếp. Hồng Thất Công bèn nói, lão độc vật, mi muốn ăn ta sao? Ta với mi đánh cá chơi, mi bằng lòng? Âu Dương Phong cười khè khè đáp, đồng ý, đồng ý. Hồng Thất Công nói, từ Hoa Sơn đến Trường An cách nhau 180 dặm đường, ta với mi phân nhau 2 ngã, hẳn định trước giờ ngọ trở về, mỗi người tự ý chọn lựa một món ăn, người nào đem về Hoa Sơn trước thì kẻ thắng, về sau kể như thua. Món ăn của ai làm ngon kể như thắng, không ngon miệng kể như thua. Mi có bằng lòng không?
Trùng Dương, Đoàn Hoàng Gia và Hoàng Dược Sư không khỏi tức cười. Hồng Thất Công thật là một con người liếng láo, hôi khôi hài, cho đến ăn cũng ganh đua so tài như võ nghệ. Âu Dương Phong không cần nghĩ ngợi gật đầu đáp: "Được lắm, phương pháp ấy tuy rất hay nhưng vẫn còn thiếu sót." Hồng Thất Công trợn mắt hỏi: "Lão độc vật, tại sao lại thiếu sót? Mi định dở giọng đắm thối nữa phải không?" Âu Dương Phong cười nhạt đáp: "Ha ha, từ Hoa Sơn đến Trường An dọc đường thiếu gì chợ búa. Tính thành, nếu mi chẳng đến Trường An mà đến thị trấn nào gần nhất như ở chân núi mua vài ba món đem về, còn ta phải lặn lội từ đây tới tận Trường An, có phải mắc mưu của mi chẳng? Món ăn là ở Trường An hay ở đâu làm cũng có ký, không có ký hiệu, làm sao phân biệt được? Hỡi cái thằng ăn mày thúi." Trùng Dương gật đầu khen thầm, gã tay độc này tuy là một đứa tham gian nhưng tâm địa khá tế nhị. Hồng Thất Công ồ lên một tiếng rồi cười ha hả nói: "Lão độc vật ơi, lời mi nói phải đó. Ta hỏi mi, vậy mi có đến Trường An lần nào chưa?" Âu Dương Phong đáp: "Ta từ xa xôi tới ở Tây Vực tới Trung Thổ, Trường An là nơi phải đi qua. Tại sao không có đến? Lời mi nói có ý nghĩa gì?" Hồng Thất Công nói: "À, phía đông cửa thành Trường An có một gian tủ lầu sang trọng, hiệu tiệm Thái Bạch Cư, mi có biết không?" Âu Dương Phong đáp: "Ta không nhớ lắm, nhưng chắc có lẽ tìm được." Hồng Thất Công lại nói: "Như vậy thì được rồi, tiệm cao lâu Thái Bạch ấy dùng toàn chén đũa bằng sứ màu xanh da trời của lò sứ Xài Diêu, quận cảnh Đức Tỉnh Giang Tây sản xuất. Cấp thành Trường An không có tủ lầu hay quán ăn nào dám dùng chén bát của sứ Xài Diêu cả, mà chỉ có tiệm Thái Bạch Cư thôi. Các thị trấn khác thì khỏi nói, chẳng có rồi. Chúng ta chia hai nẻo đông tây xuống núi, sớm đến tiệm Thái Bạch mua vật thực đem về, lấy đồ sứ Xài Diêu làm chứng cớ, như vậy được chưa?" Âu Dương Phong cười lớn và nói: "Ha ha ha, hay lắm, chúng ta bắt đầu ngay đi bây giờ." Nguyên đồ sứ Xài Diêu là một loại từ khí danh tiếng nhất của các quận cảnh tỉnh Giang Tây. Cái tên Xài Diêu xuất ở thời kỳ nhà Đường Mạc qua thời Ngũ Đại Hậu Châu Thái Tổ, là Quách Ngạn Oai rất thích chén dĩa làm ở thị trấn Cảnh Đức, cho nên lập lại thị trấn ấy một lò sứ gọi là Ngự Diêu, lò của vua. Một hôm tên thợ lò hỏi Châu Thái Tổ thích tráng men gì. Châu Thái Tổ không nghĩ ngợi đáp ngay: "Sao cần mưa khoảng trời xanh lộ giữa mây trắng, cứ theo màu sắc ấy mà chế ra." Châu Thái Tổ rất thích màu xanh da trời, và quả nhiên tên thợ làm đồ sứ đã theo ý vua nung thành màu sắc xanh da trời ấy. Sau đấy Quách Ngạn Oai lập Xài Vinh lên làm thái tử, cho nên mọi người mới quen miệng kêu đồ sứ màu xanh da trời là Xài Diêu. Cho đến thời Đại Tống Trào, một số người có dùng đồ sứ thường thích màu sắc của Xài Diêu, và Hồng Thất Công là một người sành ăn mới biết rõ được điều ấy. Hồng Thất Công và Âu Dương Phong sau khi thuận ưng điều kiện, hai người đồng lượt xuống núi phân ra hai nẻo. Hồng Thất Công đi hướng Tây, vừa đếm xong 1, 2, 3 là hai người dùng ngay thuật khinh công bước thần thoát như bay xuống triền núi. Trong khoảnh khắc hai người biến mất sau lùm cây. Hồng Thất Công là bang chủ của cái bang nên bước chân dẫm khắp thiên hạ, lộ trình từ Hoa Sơn đến Trường An có thể nói là Hồng Thất Công thuộc lào từng bụi cây hòn đá, biết rõ đường nào vòng xa, đường nào đi tắt gần hơn. Chỉ một điểm ấy cũng đủ hơn Âu Dương Phong rồi. Y vừa rời khỏi núi Hoa Sơn đã cắm đầu chạy nhanh như ngựa tế, không dám dừng bước nghỉ ngơi. Chỉ nên độ 1 giờ đồng hồ sau là đã đến thành Trường An rồi. Hồng Thất Công rất sành đường đi nước bước trong thành nên tìm đến tủ lầu Thái Bạch Cư chẳng mấy khó khăn. Y rón rén lẻn vào nơi nhà bếp chỗ trữ cất thực phẩm, gió tay ra sau lưng cởi bầu rượu đựng xuống, mở nắp một tinh tỉnh rượu rót đầy vào hồ lô của mình rồi ẩn ực tu một hơi cạn bầu, liếm mép khen ngợi: "À, rượu ngon thật, rượu ngon thật." Sau khi liên tiếp rót thêm uống luôn một hơi ba hồ lô rượu mới chịu thôi. Vừa Vương Giai đứng dậy định qua trù phòng để tìm món ăn, bỗng nghe ngoài trước có tiếng nói khàn khàn như tuồng phèn la bể
gọi lên Quang Quang. Chủ tiệm đâu? Ở đây có món gì ăn ngon nhất, bất kỳ là bao nhiêu tiền, mau làm gấp cho ta. Hồng Thất Công nhận ra tiếng nói của Âu Dương Phong, giật mình thất kinh thầm nhủ. He, lão độc vật cũng mau đến dữ he. Kỳ thật là Âu Dương Phong không thuộc đường lắm, vì y là người ở xứ Tây Vực đến đây, đối với đường xá Trung Nguyên không mấy thạo thông. Nhưng Âu Dương Phong được quy hiệu là Tây Độc thật không hoa chút nào. Trong lúc y đi dọc đường rời khỏi Hoa Sơn không xa, đã chặn đón một chiếc xe sông mã đang thuận đường và nói: Ê, chiếc xe này về Trường An phải không? Người đánh xe là một gã đàn ông nhà quê ưa đến Hoài Âm huyện mua hàng quá xong vừa sắp sửa về Trường An. Y thấy Âu Dương Phong tướng mạo cộc cằn, lập cập nói chẳng ra lời. Âu Dương Phong không đợi gã nói hết câu đã nhún chân nhảy phốc lên trên xe, chậm chệ ngồi giữa xe, rồi liên tiếp đánh ra hai chưởng. Bao nhiêu hàng hóa trong xe đều đẩy tuốt xuống đường và gầm gừ quát to: Mau mau chở ta đến Trường An, càng mau càng tốt, nghe rõ chưa? Gã nhà quê thấy Âu Dương Phong ngang tàn quá đáng, không khỏi tức giận, vừa định nhảy trở lại một mất một còn với Âu Dương Phong. Tây Độc cười khẩy một tiếng, giơ tay túm chặt nơi áo trước ngực gã đánh xe, dỡ bổng gã lên khỏi đầu và quát: Mày chịu nghe theo lời ta hay không? Nếu mày còn cứng đầu chẳng chịu đưa ta đến Trường An, thì ta sẽ ném mày xuống đất, cái mạng chó của mày sẽ về chầu tiên tổ ngay. Hai bàn tay của Âu Dương Phong như 10 thanh sắc nhọn móc lên da thịt, khiến gã nhà quê đau quá liền la lớn, năn nỉ xin tha mạng. Âu Dương Phong mới để y trở xuống, rồi móc trong người ra một đỉnh vàng quơ qua quơ lại trước mặt gã nhà quê và mắng to: Đồ con mắt đùi, lão già của mày không thiếu gì vàng, thứ hàng quá mắc dịch ấy giá bao nhiêu bạc, mau mau đưa ta đến Trường An, vàng này sẽ về phần mi. Gã đánh xe thấy được đỉnh vàng thì bao nhiêu hàng vật bị tổn thất, bao nhiêu sự đau đớn trong thân thể đều quên hết, vâng dạ luôn miệng: Dần dần tiểu nhân sẽ đánh xe cho lão gia đi, lão gia hãy ngồi chỗ vững. Gã lập tức ra roi phóng ngựa chạy như dông như gió, chạy hơn một giờ đồng hồ là đến Trường An. Âu Dương Phong không đợi xe ngừng bánh, vội nhảy phóc xuống xe, ném đỉnh vàng lên xe, rồi rảo chân chạy thẳng đến hướng cửa đông thành Trường An. Tuy vậy Hồng Thất Công cũng đã sớm tới trước y một lúc. Nếu Hồng Thất Công chẳng tham uống thì đã mua xong đồ ăn trở về trước hơn y rồi, và Âu Dương Phong kể như đã thua. Nhưng vì Hồng Thất Công đến được kho trữ lương thực, nghe hơi rượu đã phát thèm không chịu được, nằm kềnh dưới đất uống cho đã nư, duyên trì chậm lục để Âu Dương Phong bắt kịp đến nơi. Hồng Thất Công lo lắng nghĩ thầm: Không xong, lão độc vật đã cùng đến một lúc chứ mình, nếu về cùng lúc thì thành ra hòa nhau rồi, không thể được, mình phải phá y một trận mới được. Nghĩ xong bèn lắng tai nghe bên ngoài có chuyện gì để tìm cách đối phó, thì nghe Âu Dương Phong bảo tên tài phú tiệm làm 5 con vịt quay, 5 con gà hấp và 5 cân bánh bao bá bủ, lại dặn tiểu nhị dùng đồ sứ xài diêu đựng đàng hoàng, hẹn tối nay sẽ đem chén dĩa trả lại. Hồng Thất Công lấy tay vỗ trán mấy cái rồi cười nói một mình: Ta cứ y như thế mà làm, để chọc lão độc vật một cách cho bỏ ghét. Nói đoạn bèn lẻn vào nơi đầu bếp đang nấu nướng, thấy hơi thơm bốc lên, nhìn 6 tên đầu bếp đang rửa rau thái thịt, chiên xào lăng xăng, tiếng chảo nồi chạm nhau kêu long công, tiếng dao bầm trên thớt rộn ràng. Hồng Thất Công nhón mình nhảy tót ngồi chồm hổm trên nhà, thấy gã đầu bếp đang dùng lửa riu riu quay vàng 5 con vịt của Âu Dương Phong cũng sắp xong, gà hấp thì tẩm mật cũng vừa rồi, liền bất thình lình dùng giáng long thập bát chưởng, pháp theo thế phi long tại thiên, đánh mạnh lên nóc nhà, nghe ầm một tiếng khiến nóc nhà ngói của nhà bếp lủng một lỗ khá rộng như cái miệng thúng, bụi cát ngói vụn bay vào rào rào. Hồng Thất Công cũng đồng thời hét tướng lên: Ê, chết chết, nóc nhà sập rồi. Mấy tên đầu bếp đang vùi đầu vùi cổ nấu nướng, bỗng nghe tiếng la quảng sập nhà, lại thấy bụi cát trên trần nhà rơi xuống như mưa, sợ quýnh cả chân tay, quăng dao, ném chảo, co giò, chạy thục mạng ra khỏi trù phòng.
Hồng Thất Công cười tít mắt, buông người nhảy xuống, dùng giấy dầu và lá sen lúc nãy y đã trộm sẵn bên kho thực phẩm, trút tất cả vịt quay, gà hấp trong chảo ra, gói lại cẩn thận trong lá sen, rồi lấy giấy dầu túm gọn ghẽ, lại nhón thêm một mớ chén dĩa bằng sứ xà diêu. Tông Minh nhằm vụt theo lỗ hổng nóc nhà đã dùng chưởng pháp đánh lúc nãy phi thân, bay vọt ra ngoài lướt trở về Hoa Sơn mau như tên bắn. Mấy tên đầu bếp sau khi chạy thoát ra khỏi phòng, bọn họ nghe ầm ầm một tiếng rồi chẳng thấy nóc nhà sập xuống. Hồng vía định lại mới kéo nhau trở lại nhà bếp. Nào ngờ chỉ trong khoảnh khắc mà bao nhiêu gà hấp vịt quay của khách Tây Vực bỗng nhiên không cánh mà bay mất. Bọn họ bịa đầu bứt tóc kêu khổ liên miên. Họ không ngớt phân vân bàn tán. Một tên đầu bếp thúc nhiên kêu lên: "Đúng rồi, chắc chúng mình phạm tội với Hồ Tiên, cho nên Hồ Tiên mới giáng xuống trừng phạt chúng ta. Nếu không tại sao nóc nhà tự nhiên thủng lỗ, đồ ăn đồ uống biến mất cả?" Âu Dương Phong ngồi trước tiệm đợi một lúc khá lâu, nhưng mấy thực phẩm mình đặt làm mãi vẫn chưa rồi, giận vỗ bàn thét như sấm. Tài phú trong tiệm chỉ còn cách là rầy tiểu nhị cho mát lòng khách, rồi hết lời năn nỉ Âu Dương Phong. Tây Độc vì sự đánh cá với Học Thất Công không thể làm quá, đành nén giận thấp thỏm ngồi chờ, cho nên đến thời gian một bữa cơm, đầu bếp mới làm xong gói ghém cẩn thận đem ra. Âu Dương Phong lấy thêm vài món chén tổ xài diêu làm chứng cớ, rồi chẳng chút chần chờ bay vung vút trở về Hoa Sơn như ma đuổi. Hồng Thất Công sau khi dụng kế đoạt lấy thực phẩm trong tủ lầu tại Thái Bạch Cư, liền noi theo đường cũ trở về Hoa Sơn. Tới Trung Thiên Môn thì trời vừa mới gần giờ ngọ, Hồng Thất Công nghĩ trong lòng: "Lần này thì chắc chắn là thắng y rồi, nhưng cũng nên hạ nhục lão độc vật này một giáng cho xác đất, để từ rày về sau y hết có cái thói một hạ vô nhân của y mới được." Hồng Thất Công lại nghĩ ra một kế khác. Lão biết rõ Âu Dương Phong trở về Hoa Sơn thế nào cũng phải đi ngang qua Trung Thiên Môn, mà địa hình của Trung Thiên Môn rất gồ ghề hiểm trở, rất thuận tiện cho kế hoạch triêu phá của mình. Hồng Thất Công bèn đem bao thực phẩm treo cẩn thận trên một ngọn cây, sau đó mới bò xuống, lựa một lùm cây ôm tùm ẩn mình chờ đợi. Độ một thời gian buổi cơm thì Âu Dương Phong đã đem đồ ăn từ Trường An chạy vun vút đến nơi. Hồng Thất Công nhắm ngay một tảng đá núi, dùng tuyệt chiêu trong Giáng Long Thập Bát Chưởng hất tài đẩy ra một chưởng, theo thế khăn long hữu hối, khiến cho một tảng đá nặng 200 cân dư kia bật khỏi vị trí, lăn lông lốc theo đường mòn nhỏ hẹp của Trung Thiên Môn, lao nhanh xuống tông thẳng vào người Âu Dương Phong đang bước thấp bước cao trèo lên kia. Âu Dương Phong tay bưng gói thực phẩm, thấy núi đá từ trên trời bỗng dưng lăn xuống, không khỏi giật mình kinh hãi, định tung mình nhảy tránh, nhưng nếu dùng thuật khinh công tung người nhảy bổng lên thì những món thực phẩm bưng trên tay cho đến chén dĩa đều phải rơi xuống đất chứ chẳng còn, mà nếu không nhảy tránh cũng không thể được. Nhưng Bạch Đà Sơn Chủ là một tay mưu lược thần trầu, y sực nghĩ đến một diệu kế, vội để gói đồ ăn luôn hai cái dĩa lớn xài diêu đội trên đầu, dùng khí công hít cứng lại, sau đó trụ bộ đứng thẳng người, hai chân như hai khúc cừ chôn cặt chặt dưới đất, dùng cáp mô công đẩy mạnh ra sông chưởng, đem tất cả công lực bình sanh đánh thẳng vào hòn đá núi quái ác ấy. Một tiếng như trời long đất lở, tảng đá không chịu nổi kinh lực quá cương mãnh của cáp ma công, nát ngố ra từng mảnh vụn bay văng rào rào xuống núi. Hòn đá bể ra hòn to hòn nhỏ theo con đường mòn lăn lông lốc như thác đổ. Âu Dương Phong bị những mảnh đá vụn như mưa bất tăng vào hai chân không chịu được, đành phải tung mình nhảy lên để tránh khỏi luồng thác đổ của đá. Nào ngờ cái nhảy khiến bao nhiêu thực phẩm trên đầu luôn cả hai cái dĩa bằng sứ xài diêu kia cũng nhảy tưng theo lăn rơi xuống chân. Những món thực phẩm như gà hấp vịt quay Âu Dương Phong mua về đều dùng giấy dầu và lá sen bao gói cẩn thận để vào hai dĩa sứ. Cái nhảy vừa rồi làm cho hai chiếc dĩa lăn rớt xuống ngay. Âu Dương Phong trong lúc cấp bách quơ tay chụp được gói thực phẩm khỏi rớt xuống đất, nhưng hai chiếc dĩa thì tan tành thành trăm mảnh trên triền núi. Tây Độc không khỏi ngẩn người đứng nhìn hai chiếc dĩa màu xanh xài diêu đã rớt bể, món ăn của mình không còn bằng chứng để định xác.
nhưng chẳng lẽ trở lại Trường An thêm lần nữa để lấy thêm chén bát xài diêu làm chứng cớ sao? Y đành mặt mày bí xị leo lên đỉnh Hoa Sơn, ngờ đâu vừa lên đến đỉnh núi thì Hồng Thất Công đang cười hệt hạt lù lù đứng bên cạnh Trùng Dương và đoàn hoàng gia trước mặt. Núi sắp đầy gà hấp vịt quay, đều dùng dĩa sứ men xanh da trời của lò xài diêu, đúng là thực phẩm của Cao Lâu Thái Bạch Cư chẳng sai chút nào. Hồng Thất Công thấy Âu Dương Phong trở về bèn cười ha hả chế giễu. Lão độc vật, lần này mi thua xa rồi. Âu Dương Phong bực tức la lên. Ê, thua thì thua, có gì lạ đâu. Ta không thuộc đường đi nước bước của thành Trường An, cứ theo đường lớn mà đi. Còn mi thì đi thành quẹo, đường ngang ngã tắc mà chạy. Có thắng được ta cũng chẳng danh dự gì mà lớn tiếng hỏng mình. Hồng Thất Công cố ý cúi xuống xem xét gói thực phẩm của Âu Dương Phong đem về rồi tru tréo kêu lên. Lão độc vật thật chẳng biết xấu hết chút nào. Món ăn của mày có chắc là ở tiệm Thái Bạch Cư thành Trường An đem vậy không? Tại sao chẳng có dĩa sứ xài diêu? Không thấy được, lão độc vật định ăn gian nên chẳng tới Trường An, mà chỉ mua đồ thực phẩm dưới các thị trấn quanh núi đem về đây thôi. Ý, thật là lười biếng không chơi được. Âu Dương Phong tức giận nhảy chồm lên như điên và hét to. Lão ăn mày, mi đừng dở giọng ạ. Thôi bắt bẻ ta, chén dĩa ta lỡ tay rớt bể ở giữa triền núi. Nếu chẳng phải món ăn ở Thái Bạch Cư thì làm gì vịt quay á, ngũ hương, gà hấp á, lớp mật ngon lành như thế kia. Hồng Thất Công cười nói. Lỡ tay làm rớt bể chén dĩa rồi sao? Đấy là chuyện thường. Này lão đồng vật, người á phải đem những mảnh bể ấy về đây làm chứng cứ, chứ nói suông vậy ai tin cho. Âu Dương Phong nghẹn họng không sao trả lời được, nghĩ Quỳnh mình quá sơ ý, đã lỡ rớt bể thật sao chẳng nhặt mảnh bể đem về, giờ đây không có chứng cứ trong tay nói sao cho lại miệng lưỡi lẻo lự của lão ăn mày. Y sực nghĩ đến tình hình lúc mình lên núi, cùng khi đá núi bỗng dưng lăn lông lóc xuống, bỗng tỉnh ngộ ngay, y liền trận mày dựng râu, chỉ ngay Hồng Thất Công mà mắng lên quang quang. Thằng ăn mày chết bầm kia, té ra mi pháp à? Hồng Thất Công cười lớn và nói. Đây không phải là phá, mà là cuộc đấu trí. Lão ăn mày này á, một đời giữ lấy điều quang minh chánh đại, người ngay thẳng, bao giờ chịu làm chuyện mờ ám. Lão độc vật, ta đã kể hết cho mi nghe mà tức. Nói đoạn y đem sự việc đến Trường An trộm rượu uống no làm yêu trong nhà bếp phỏng tay trên của Âu Dương Phong, cho đến đẩy đá ngăn đường giữa núi cao, nhất đều thuật lại rành rẽ, khiến cho Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, đoàn hoàng gia đến tức cười. Còn gương mặt của Tây Độc thì lúc trắng lúc xanh, đôi mắt trừng trừng nhìn Hồng Thất Công như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. Trùng Dương cười hịch hạc nói. Hai vị đều là châu du khổng minh trong nhất thời, không ai nhường ai. Ăn uống xong á, tính sao? Phần thứ 42 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 43.